Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Thời sự 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Bị nhắc nhở đeo khẩu trang, người đàn ông đấm thẳng vào mặt công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương chiều nay 14 tháng 7 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Văn Hiệp để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào trưa ngày 8 tháng 7, Đinh Văn Hiệp, 48 tuổi, ngụ phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, cùng 3 người khác tổ chức ăn nhậu tại một nhà thuộc phường Tân Phước Khánh. Lúc này, một người trong nhóm nhậu say nên đứng dậy đi về thì bị Hiệp chửi bới, đuổi đánh. Thấy vậy, ông Nguyễn Văn Hải, 32 tuổi, quê Quảng Bình, cùng người dân gần đó đến can ngăn nhưng bị Hiệp chửi bới. Con gái ông Hải đứng ra bên vực cũng bị Hiệp tấn công, đấm vào mặt. Ông Hải sau đó đánh trả, rồi bỏ về. Đến 16 giờ cùng ngày, công an phường Tân Phước Khánh nhận được tin báo về việc gây rối của đối tượng Hiệp nên đã đến hiện trường để xử lý. Do đang trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, nên lực lượng chức năng đã yêu cầu Hiệp đeo khẩu trang để làm việc. Tuy nhiên, đối tượng này không chấp hành mà thách thức đấm vào mặt đại úy Nguyễn Quốc Cường, phó trưởng công an phường Tân Phước Khánh và một bảo vệ dân phố. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế đối tượng Hiệp đưa đi test nhanh COVID-19 tại trạm y tế phường Tân Phước Khánh. Tại đây, Hiệp tiếp tục tấn công đại úy Cường.